Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý mời quý vị cùng điểm qua. Cần chuột chủ động nguồn nước tưới trong mùa khô. Hướng đi với cho người trồng mía tại tỉnh Hậu Giang. Tin thế giới, Ngân hàng Thế giới duyệt khoản vay 1,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức phiên họp lệ thường kỳ tháng 3 năm 2024, đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Theo báo cáo, diện tích thanh long hiện có trên toàn quyện gần 7.000 hecta, đạt 96% so với năm 2023. Sản lượng thanh long đạt 19,9% so với kế hoạch, so với năm 2023 giảm 27.000 tấn. Ở các xã Dùng Hạ, nhân dân thả nuôi được 389 hecta tôm vụ 1, sản lượng đạt 900 tấn. So với cùng kỳ, diện tích tăng 139 hecta, sản lượng tăng 400 tấn. Công tác thu ngân sách được tăng cường lãnh đạo trong quý 1 đã thu đạt 21,3% kế hoạch. Năm 2024, quyện triển khai 28 danh mục công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 14 danh mục chuyển tiếp từ năm 2023, khởi công mới 14 danh mục công trình, tổng số vốn kế hoạch đầu tư là 42 tỷ 545 triệu đồng. Thưa quý vị, quý ban nhân dân quyền Minh Lức tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2024 và tổng kết công tác chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả năm 2023 và đợt cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trước trong và sau tết nguyên đáng giáp thịnh năm 2024. Trong năm 2023, các ngành chức năng đã phối hợp kiểm tra, phát hiện xử lý 433 trường hợp vi phạm, giảm 142 trường hợp so cùng kỳ 2022, bắt giữ 15 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá ngoại, khởi tố 6 vụ, 1 bị can, thu nộp ngân sách nhà nước ký tổng số tiền 26 tỷ 437 triệu đồng. Tại hội nghị, các ngành và cơ quan chức năng đã phân tích, thảo luận các giải pháp để ngăn chặn triệt để các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, một số lĩnh vực mặt hàng chưa phối hợp kiểm tra thường xuyên trên địa bàn huyện. Dịp này, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyền khen thưởng cho 8 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác chống buôn lậu, gian đận thương mại, hàng giả năm 2023 và đợt cao điểm chống buôn lậu, gian đận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đáng Giáp Thình năm 2024. Quỹ ban nhân dân Quyện Cần Duộc tổ chức hội nghị triển khai công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và sơ kết nhân trọng mô hình phòng chống tội phạm năm 2024. Qua thời gian triển khai thực hiện mô hình nhân viên dịch vụ chuyển phát nhanh, tham gia phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn quyện đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, nâng cao được vai trò trách nhiệm của các ngành các cấp và cán bộ nhân viên người lao động ở các công ty doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm. Dịp này, Ủy ban nhân dân quyện tặng giấy khen cho hai tập thể và năm cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện mô hình nhân viên dịch vụ chuyển phát nhanh tham gia phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Lộc An tổ chức tọa đàm vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại quyền Đức Hòa. Tại buổi tòa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn vướng mắt và kinh nghiệm trong thực hiện công tác ủy thác tại cơ sở như công tác rà soát, xét duyệt, đối tượng cho dai, nợ quá hạn, sinh hoạt tổ. Từ đó đưa ra các giải pháp để thực hiện tín dụng chính sách xã hội, góp phần kịp thời tháo gỡ các vướng mắt khó khăn để thực hiện trong thời gian tới. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện quản lý 120 tổ tiết kiệm và dây vốn với hơn 6.000 hộ dài và tổng số chiếu nợ gần 236 tỷ đồng. Trong đó có 120 trên 120 tổ gửi tiết kiệm đạt 100% với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng. Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,14% trên tổng dư nợ. Nguồn vốn dài đã giúp hội viên người dân có vốn để đầu tư sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, góp phần giải quyết việc làm. Thưa quý vị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa xây dựng kết quả triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 mục đích của kế hoạch nhằm phát huy vai trò liên kết hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long trong kết nối giao thông thương mại gian quá, đặc biệt là du lịch của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Long An nói riêng, tuyên truyền quảng bá rộng rãi về tiềm năng du lịch của tỉnh Long An, thu hút quy động các nguồn lực đầu tư, tập trung khai thác hợp lý tài nguyên nhằm phát triển du lịch Long An, góp phần xây dựng thương hiệu chung, thúc đẩy sự liên kết hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững cùng phát triển. Các hoạt động sẽ được diễn ra như liên kết hợp tác trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, phối hợp xây dựng đề án phát triển sản phẩm du lịch liên kết thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, liên kết hợp tác quảng bá xúc tiến du lịch, tham gia không gian kết nối các khu điểm du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp du lịch lữ hành trong liên kết tham gia các sự kiện quảng bá du lịch. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hãng phim hoạt hình Việt Nam đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho hai bộ phim hoạt hình cắt giấy Lời hứa Điện Biên và Chiếc xe thổ Điện Biên có độ dài 10 phút. Bộ phim Lời hứa Điện Biên xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa ông lão và cậu bé nơi chiến trường Điện Biên năm xưa. Cậu bé đã hiểu thêm về cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp và chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Phim Chiếc xe thồ Điện Biên kể về hành trình của một cậu bé cùng chiếc xe thồ hàng trong bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Bộ phim Chiếc xe thồ Điện Biên sẽ ra mắt vào đợt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phim còn lại dự kiến ra mắt vào cuối năm 2024. Xin được chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên gia súc gia cầm phát sinh và lây lan trong thời điểm nắng nóng kéo dài, nhiều tuần qua các địa phương trên địa bàn huyện Cần nước đã triển khai hiệu quả tháng cao điểm vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2024. Hơn 70.000 con, xã Tân Nân là một trong những địa phương có nhiều đàn gia súc gia cầm của huyện Cần Đức, nhất là nuôi gà lấy trứng. Để thực hiện hiệu quả tháng ra quần tiêu độc khử trùng, xã thành lập các tổ phun thuốc sát trùng cho hộ chăn nuôi, khu vực chợ buôn bán động vật sống, khu nhốt giữ động vật, sản phẩm động vật, nơi công cộng, đường đi, hố sát trùng tại khu vực đường mòn. Trên đàn gà chăn nuôi thì hiện nay đã triển khai là khoảng trên 50% đối với các hộ chăn nuôi thì đối với các hộ chăn nuôi là trên 2.000 con thì sẽ tự thực hiện các cái quy trình để chăm sóc cũng như là tiêm ngừa tiêu độc khử trùng cho trang trại mình còn đối với những trường hợp dưới 2.000 con thì ủy ban xã cũng đã cử cán bộ để đến các cái hộ chăn nuôi để tiêu độc khử trùng cung cấp thuốc cho bà, khử trùng cho bà con hộ chăn nuôi. Bên cạnh đó, các ngành chuyên môn cũng tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các quy định về vận chuyển, giết mổ gia súc gia cầm để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc gia cầm, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi và ổn định đời sống của người nông dân. Thưa quý vị, trước tình hình bệnh dạy đang có diễn biến phức tạp và để đảm bảo tốt công tác điều trị dự phòng và hoạt động giám sát, điều tra, báo cáo bệnh dạy trên người, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Long An tổ chức lớp tập quấn giám sát và điều trị dự phòng bệnh dạy trên người cho 15 trung tâm y tế, quyền thị xã thành phố và các cơ sở tiêm chủng tư nhân. Tại buổi tập quấn, các báo cáo viên thông tin về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh dạy trên người, hướng dẫn điều trị dự phòng sau phơi nhiễm với bệnh dạy, hướng dẫn thống kê báo cáo tiêm phòng vaccine quyết thanh dạy. Cùng với đó, các học viên tham dự buổi tập quấn cũng cùng nhau trao đổi thảo luận về các nội dung kiến thức liên quan, cũng như những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai công tác phòng chống dạy. Phòng y tế Đức cũng tăng cường công tác tuyên truyền và cũng khuyến khích người dân khi bị phơi nhiễm hoặc là bị chó và mèo cắn nhân thì chúng ta sẽ tiến hành đi tiêm chủng vaccine hoặc là huyết thanh kháng dạy ngay ngay không được uh, điều trị theo các uh, bài thuốc uh, dân gian hoặc là gia truyền. Thông qua buổi tập quấn nhằm truyền đạt tập quấn cho các học viên để tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống bệnh dạy phù hợp với tình hình địa phương, tăng cường giám sát phát hiện các ca bệnh dạy trên địa bàn cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống điều trị dự phòng bệnh dạy. Sau dụng rau màu phục vụ Tết Nguyên Đán 2024, nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục chuẩn bị xuống giống vụ rau màu mới nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Cho đến thời điểm này, nhiều diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch và năng suất cao. Theo một số nông dân, do mùa nắng nóng, giá rau màu tăng mạnh gấp 2-3 lần so với ngày bình thường. Nhờ vậy mà người trồng rau rất phấn khởi vì có thêm thu nhập. Mình trồng rau là nhờ cái mùa này, nắng nóng này là rau cải nó có giá. Mình tưới rồi mình trồng mình vô cái dạng phun tự động cũng như dạng như là vừa tiết kiệm nước vừa tiết kiệm vừa điện rồi vừa nước rồi vừa công sức lao động toàn quyền cần chuột hiện có khoảng 1.750 hecta chuyên canh rau màu lượng nước và chất lượng nước trong nội đồng hiện còn đảm bảo đủ phục vụ sản xuất nông nghiệp tuy nhiên để chủ động đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất quyền quan tâm đầu tư nào vét hệ thống thủy lợi kênh nội đồng đồng thời kiểm tra phối hợp dẫn hành cống đầu mối, theo dõi diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước, xâm nhập mặn trên sông trục chính và các tuyến kênh trạch trong nội đồng, thông tin để người dân nắm và chủ động bơm nước, trữ nước kịp thời phục vụ sản xuất. Độ ngọt nó thì bây giờ hiện nay thì còn xài đỡ được, nhưng mà nó từ đây sắp tới thì nó sẽ có phèn và nó sẽ lỡ, nước sẽ lỡ, thì người, nước nó sắc lại thì người ta Tưới cải không được, tưới cải thì nó bị mo hoặc là trồng rau nó bị vàng. Năm nay, theo dự báo, diễn biến thời tiết dẫn khó lường và phức tạp, nhất là tình hình hạn xâm nhập mặn có thể tác động đến hoạt động sản xuất rau màu trên địa bàn huyện. Do đó, ngoài các biện pháp của ngành chức năng, người dân cần chủ động tích trữ nước, tưới tiêu hợp lý. Tại tỉnh Hậu Giang, người trồng mía để làm nước chạy khác đang bán được giá cao từ 1.500 đồng một ký đến hơn 2.000 đồng một ký tại trải mía. Mức giá này cao hơn rất nhiều so với giá mía nguyên liệu phục vụ nhà máy đường chỉ từ 700 đồng một ký đến hơn 1.000 đồng một ký. Với giá bán mía làm nước giải khác này, người trồng mía tỉnh Hậu Giang đạt lợi nhuận hơn 100 triệu đồng trên một hecta. Đây được xem là hướng đi mới cho người trồng mía tại tỉnh Hậu Giang, do cả ba nhà máy đường trên địa bàn tỉnh đều đã đóng cửa. Cùng với việc trồng mía tiềm tòi thích nghi với thị trường, thì ngành chức năng tỉnh Hậu Giang cũng đã quy hoạch và tổ chức lại sản xuất cây mía phù hợp hơn. Hậu Giang từng là địa phương có dùng mía nguyên liệu lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với trên 15.000 hecta nhưng đến nay, diện tích mía toàn tỉnh Hậu Giang chỉ còn hơn 3.000 hecta, năng suất trung bình 100 tấn trên 1 hecta, sản lượng hơn 300.000 tấn. Diện tích mía của tỉnh được trồng nhiều nhất tại huyện Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy và một vài diện tích nhỏ tại thành phố Dị Thanh. Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố báo cáo cho thấy tình trạng trẻ em bị bắt nạt trên không gian mạng đang tăng lên. Trong bối cảnh internet ngày càng phát triển và dễ tiếp cận hơn, các nhà nghiên cứu phối hợp với văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới ở châu Âu đã tiến hành khảo sát hơn 279.000 trẻ em ở độ tuổi 11, 13 và 15 tại 44 quốc gia và khu vực ở châu Á, Trung Á và Canada. Kết quả cho thấy trong năm 2022, Khoảng 16% trẻ em trong độ tuổi từ 11 đến 15 từng bị bắt nạt trực tuyến ít nhất một lần, cao hơn tỷ lệ 13% ghi nhận 4 năm trước đó. Báo cáo cũng cho biết, tỷ lệ bắt nạt trực tuyến cao nhất xảy ra với các trẻ em trai ở Bulgaria, Litva, Moldova và Ba Lan, trong khi Tây Ban Nha có tỷ lệ thấp nhất. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, báo cáo này là hồi chuông cảnh tỉnh đòi hỏi phải giải quyết nạn bắt nạt và bạo lực trên không gian mạng thông qua các công cụ giám sát, đẩy mạnh giáo dục và siết chặt quản lý các nền tảng truyền thông xã hội. Vào ngày mai, 31 tháng 3, Ukraine sẽ nhận được khoản vay 1,5 tỷ đô la Mỹ do Anh và Nhật Bản bảo lãnh từ Ngân hàng Thế giới. Theo Thủ tướng Ukraine Denis Mihal và Bộ Tài chính Ukraine, Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản dài 1,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine để hỗ trợ các chính sách phát triển. Trong đó, 984 triệu đô la Mỹ sẽ được Nhật Bản quy động, còn Anh quy động 516 triệu đô la Mỹ. Ukraine sẽ nhận được khoản gia vào cuối tháng 3. Bộ Tài chính Ukraine khẳng định khoản tiền trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ ngân sách nhà nước và tiến trình phục hồi kinh tế, cũng như dành cho khoản chi về an sinh xã hội chương trình trên cũng nhằm hỗ trợ tiến trình cải cách của Ukraina trong các lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, năng lượng tái tạo và nông nghiệp. Chính phủ Pháp sẽ đẩy mạnh cắt giảm ngân sách, trong bối cảnh các số liệu vừa công bố cho thấy mức thâm hụt ngân sách công trong năm ngoái của nước này cao hơn nhiều so với dự kiến. Cơ quan thống kê quốc gia Pháp cho biết Mức tham hụt ngân sách công của Pháp trong năm ngoái là 5,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP, tăng so với mức 4,8% ghi nhận năm 2022 và cao hơn nhiều so với mục tiêu 4,9% mà chính phủ Pháp đề ra. Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire nêu rõ, tăng trưởng kinh tế yếu hơn so với dự kiến trong năm ngoái để dẫn đến giảm nguồn thu từ thuế, trong khi chi tiêu cho trợ cấp thất nghiệp và chi tiêu của các chính quyền địa phương cao hơn dự kiến. Đây là những nguyên nhân khiến thâm hụt lớn hơn. Theo báo cáo vừa được công bố, các tổ chức tư vấn kinh tế hàng đầu ở Đức đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế nước này năm 2024 từ 1,2% xuống 0,1%. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng được cho là rơi vào suy thoái kỹ thuật sau quý đầu tiên của năm 2024. Báo cáo chỉ rõ nền kinh tế Đức đang gặp khó khăn và trong giai đoạn suy yếu kéo dài cho đến gần đây do các động lực tăng trưởng suy giảm. Một yếu tố nữa khiến nền kinh tế hàng đầu Liên minh châu Âu này đi xuống trong những tháng gần đây là các cuộc đình công làm ảnh hưởng đến cả hệ thống đường sắt và hàng không ở Đức, gây ra nhiều bất lợi cho hoạt động kinh tế và các lĩnh vực khác do nhiều chuyến bay và chuyến tàu bị quỷ. Tuy nhiên, một điểm tích cực mà báo cáo chỉ ra là người tiêu dùng với sức mua đang phục hồi khi làm phát giảm và tiền lương tăng ở nhiều lĩnh vực sẽ là nhiên liệu quan trọng nhất cho phục hồi kinh tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.